đậm đà văn hóa Bắc Bộ. Những cảm xúc lắng động và thăng hoa. Tất cả ghi nên thành công của vòng chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Vòng chung khảo phía Nam mở đầu bằng buổi sơ tuyển thu hút đông đảo người đẹp khắp các tỉnh thành tham dự. Những gương mặt thanh tú, những vóc dáng ngọc ngà, những màn chào đầu ấn tượng. 39 thí sinh xuất sắc nhất của miền Nam đã vượt qua vòng sơ tuyển. Họp báo giới thiệu vòng chung khảo khu vực phía Nam đã diễn ra trong không gian sang trọng với sự tham dự của khách mời đặc biệt, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Trước khi bắt đầu hành trình về với Bạc Liêu, các thí sinh đã ghé thăm nhà tài trợ Kim Cương, Sắc Ngọc Khang, công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú để gửi lời tri ân. Không khí giao lưu thân mật, những món quà nhỏ xinh, những chia sẻ và động viên từ nhà tài trợ giúp các người đẹp có thêm niềm vui và động lực để hoàn thành tốt các phần thi sắp tới. Các thí sinh còn được gặp gỡ cố vấn chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của Viện Thanh Hàn Beautymedia, những kiến thức cần thiết để bảo vệ da không bị tổn thương bởi các hoạt động bên lề dày đặc của cuộc thi, hay đơn giản là những lưu ý trong sinh hoạt, ăn uống để có được sức khỏe tốt, khuôn mặt rạng ngời tươi sáng, là hành trang giúp các thí sinh tự tin hơn, đẹp hơn mỗi ngày. Bạc Liêu, chiếc nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, nơi lưu giữ kỷ niệm về nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bài ca Vua Dạ Cổ Hoài Lang, nơi phóng khoáng tình đất, tình người và giàu truyền thống văn hóa. Tất cả đã sẵn sàng để chào đón các người đẹp tụ hội trong vòng chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Hãy chờ đợi xem thí sinh nào sẽ tỏa sáng, ai sẽ là gương mặt đại diện cho khu vực phía Nam tham gia tranh tài tại Vinpearl Resort Phú Quốc trong vòng chung kết. Những bất ngờ còn đang ở phía trước. Bài từng ca
từ phố tư phong sương hành trình từ Long An mọc qua Mỹ Tho xuôi về Gò Công Tiền Giang ngút ngàn như một tấm thảm lúa vàng thương em tôi áo đơn sơ bà ba trên lưng trâu nước da nâu mặn mà hò hò ơi cây lúa tốt tươi thêm mùi phù sa đẹp duyên tháp mười quên đời tao tận vui cười quýt cái bè nổi tiếng ngọt ngai ai ăn rồi nhớ mai miền Tây ngô ngô ghê gái miền Tây má hay hay với ca cô đời bao thế hệ phù sa ơi đầm tình quê qua Long Xuyên đến Vĩnh Long Trà Vinh sông quê tôi thắm trong tim đậm tình phù sa ơi ngày ngất bước chân tôi về không nơ ở cung trắng đành quê miền đất ngọt an lành quê hương tôi với con sông bên Cửu Long dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm
phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm, phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Vũ Phong và Ái Vương xin hân hoan chào mừng các vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng với toàn thể quý vị khán giả đến với đêm chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta vừa được chiêm ngưỡng sắc đẹp của 39 thí sinh trong những chiếc áo bà ba duyên dáng và đầm thắm kết hợp với họa tiết hoa sen và đàn kiềm, một loại nhạc khí không thể thiếu trong nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Kính thưa toàn thể quý vị, trong những ngày tập trung ngắn ngủi tại Bạc Liêu, tuy thời gian tập luyện rất ít nhưng với tinh thần nỗ lực hết mình của các thí sinh thì đêm nay các bạn đã cùng với các nghệ sĩ mang đến cho tất cả quý vị một màn mở đầu rất ấn tượng và đặc sắc. Xin trân trọng cảm ơn tất cả nghệ sĩ cùng 39 thí sinh của chúng ta đêm nay. Vâng ạ, kính thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức lại bản dạ cổ Hoài Lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, một tuyệt tác là niềm tự hào của người dân Bạc Liêu nói riêng và người Việt Nam nói chung. Đây là lần đầu tiên vòng chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức trình diễn hoành tráng, được truyền hình trực tiếp và Bạc Liêu là tỉnh đăng cai. Và thưa quý vị, khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức tại nơi nào thì ban tổ chức luôn mong muốn là sẽ giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật của nơi đó đến với công chúng để góp phần quảng bá du lịch cho địa phương. Và thưa quý vị, như hôm nay ngay trên sân khấu này, như quý vị đã thấy thì phía sau Vũ Phong và Ái Phương đó chính là mô hình của Trung tâm Triển lãm Văn học Nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu mà người Bạc Liêu thường gọi với một cái tên gần gũi và trìu mến, đó là Nhà hát Ba Nón Lá. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng động với những không gian văn hóa của người Nam Bộ qua những giai điệu ngọt ngào, thấm đượm tình người và tình đất phương Nam. Và thưa quý vị thân mến, Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi nhan sắc có lịch sử dài nhất, uy tín và danh giá nhất của Việt Nam đã bước sang năm thứ 26 với mùa thi thứ 14. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 do Báo Tiền Phong và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức, Tập đoàn VinGroup, Công ty Sen Vàng Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tiền Phong phối hợp thực hiện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu là đơn vị đồng tổ chức vòng chung khảo khu vực phía Nam. Và thưa quý vị, chương trình chúng ta đang theo dõi được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền tỉnh Bạc Liêu, SCTV4, SCTV7, cùng lúc được hòa sóng trực tiếp trên kênh HTV1, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Ninh Bình. Kính thưa quý vị, từ vòng sơ tuyển khu vực phía Nam, ban tổ chức và ban giám khảo đã rất công tâm để tuyển chọn ra 39 gương mặt thí sinh hội đủ điều kiện bước tiếp vào đêm chung khảo hôm nay, để từ đây chúng ta chọn ra 20 thí sinh đại diện cho khu vực phía Nam tham gia tranh tài tại đảo Ngọc Phú Quốc. Còn ngay bây giờ, chúng tôi xin nhiệt liệt chào đón các vị khách quý đã đến tham dự đêm chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Và kính thưa quý vị, về phía lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đến dự chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Lê Thị Ái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trưởng ban tổ chức vòng chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Việt Lâm, Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phan Việt Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng với sự hiện diện của Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Chí Thiện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban tổ chức vòng chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Bùi Hồng Phương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Và thưa quý vị, về phía nhà tài trợ, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Cao Thăng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú, nhà hàng Sắc Ngọc Khang, nhà tài trợ Kim Cương. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Tuấn, đại diện công ty cổ phần dược phẩm Vinacare, nhãn hàng viên ngậm ho Siroho Bezut, nhà tài trợ vàng. Xin được trân trọng giới thiệu chị Đặng Thanh Hằng, tổng giám đốc viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi, nhà tài trợ bạc. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thương, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm quốc gia, nhãn hàng Đào Hồng Đơn Venus, đơn vị đồng tài trợ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Thế Vinh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, nhãn hàng Nữ Vương, đơn vị đồng tài trợ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc CW, đơn vị đồng tài trợ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Anh Hòa, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón hữu cơ Greenfield, nhãn hàng NPK Leo Thái, Sư Tử Thái, đơn vị đồng tài trợ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Mạc Văn Mạnh, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Nắng Sông Hồng, đơn vị đồng tài trợ. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Anh Tuấn, đại diện SCTV4, SCTV7, đơn vị đồng tài trợ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đoàn Thường Triệu, giám đốc điều hành công ty cổ phần đầu tư 577, đơn vị đồng tài trợ. Và các đơn vị hỗ trợ áo dài Ngô Nhật Huy, nước khoáng Vitan, giày Senta, Minh Tiệp, giám đốc công ty MTS Việt Nam đào tạo người mẫu diễn viên, trang phục dạ hội Sơn Collection, trang phục dạ hội của nhà thiết kế Hoàng Hải. Và thưa quý vị, về phía các nhà tài trợ địa phương, xin được trân trọng giới thiệu đại diện của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Samco. Xin được giới thiệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Du lịch Cẩm Quyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Viễn Thịnh. Công ty cổ phần ô tô Bảo Toàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đức Trọng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đức Hùng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tâm. Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh bất động sản Bạc Liêu. Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bạc Liêu. Hợp tác xã xây dựng Minh Phú. Công ty cổ phần du lịch Hồ Nam Bạc Liêu. Công ty cổ phần bệnh viện Sài Gòn Bạc Liêu. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nguyễn Minh. Công ty cổ phần du lịch Bạc Liêu. Và tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chi nhánh Bạc Liêu. Và thưa quý vị, về phía ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Vũ Tiến, phó tổng biên tập báo Tiền Phong, phó trưởng ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu bà Mai Hương Nội, phó tổng giám đốc tập đoàn Vingroup, phó trưởng ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, phó ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thúy Ngọc, tổng giám đốc công ty cổ phần Tiền Phong, phó trưởng ban tổ chức. Và trong đêm chung khảo này, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đương kim hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo, một người con của quê hương Bạc Liêu. Và thưa quý vị, về phía đại diện ban cố vấn xin được trân trọng giới thiệu chị Đặng Thanh Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang, người sáng lập và điều hành viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi, nhà tài trợ bạc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Và kính thưa quý vị, để mở đầu đêm chung khảo khu vực phía Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức sẽ lên phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa quý vị khán giả. Ban tổ chức cuộc thi hậu Việt Nam 2014 nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn quý vị đã đến với đêm chung khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Kính thưa quý vị, đã hơn 15 năm trôi qua, vòng thi chung khảo của cuộc thi hậu Việt Nam mới được trình diễn ra công chúng và cũng đã rất lâu. Vòng thi chung khảo mới được tổ chức với quy mô lớn như thế này và được truyền hình trực tiếp đêm chung khảo. Có được điều đó là sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của các cơ quan, đơn vị chỉ đạo và quản lý, các đơn vị tổ chức, tham gia tổ chức, các nhà tài trợ, ban giám khảo và các thí sinh, đặc biệt là các đơn vị và địa phương đăng cai các vòng chung khảo. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 chân thành cảm ơn tất cả các sự chỉ đạo, tham gia, hỗ trợ, tài trợ, nhiệt tình và quý báu đó. Kính thưa tất cả quý vị,
Vòng Trung khảo phía Nam cuộc thi Họ Việt Nam 2014 đang diễn ra trên đất Bạc Liêu, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, cái nôi để sản sinh ra nhạc sĩ Cao Văn Lầu, bạn già của Hoài Lang nổi tiếng và đờn ca tài tử. Bạc Liêu cũng là mảnh đất của những con người phóng khoáng, giàu lòng nhân hậu, quý khách và yêu người. Bạc Liêu cũng chính là nơi mà hơn 100 năm trước đây, công tử Bạc Liêu đã tổ chức cuộc thi đấu xảo sắc đẹp, có thể là cuộc thi hoa hậu đầu tiên trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Việc vòng trung khảo phía Nam của cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2014 được đặt trong một không gian lịch sử và văn hóa như vậy chắc chắn sẽ nâng tầm của cuộc thi hoa hậu Việt Nam. Và mặt khác thì cuộc thi hoa hậu Việt Nam và vòng trung khảo phía Nam cũng góp phần giới thiệu, quảng bá thêm cho những cái hay, cái đẹp, những giá trị văn hóa tinh thần giờ đây đã được biết đến rộng rãi và đạt tầm nhân loại của Bạc Liêu nói riêng, của đồng bằng sông Cửu Long và của đất nước Việt Nam chúng ta nói chung. Chúng tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đón nhận cuộc thi, tham gia tổ chức và hỗ trợ một cách toàn diện để vòng trung khảo phía Nam thành công tốt đẹp. Ban tổ chức cũng trân trọng cảm ơn các nhà báo, các đơn vị báo chí truyền thông đã hỗ trợ hết nhiệt tình hết lòng và quảng bá cho cuộc thi. Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu, các kênh truyền hình STV7, STV9 đang truyền hình trực tiếp đêm trung khảo này và 12 kênh và đài truyền hình khác đang tiếp sóng trực tiếp. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng tuyên bố đêm trung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 bắt đầu. Trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời các nhà tài trợ lên sân khấu nhận hoa cảm ơn của ban tổ chức. Đầu tiên xin trân trọng kính mời các nhà tài trợ toàn bộ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và vinh danh vì sự đóng góp của quý vị cho sự thành công của cuộc thi lần này. Và cho phép chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lê Thị Ái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, và nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức sẽ cùng lên sân khấu để tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ toàn bộ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay để thay lời cảm ơn các vị tài trợ toàn bộ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Trân trọng cảm ơn bà Lê Thị Ái Nam và nhà báo Lê Xuân Sơn. Cảm ơn tất cả quý vị. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời các nhà tài trợ địa phương đã tài trợ cho vòng trung khảo khu vực phía Nam. Sự đóng góp tài trợ của các doanh nghiệp địa phương đã làm cho ban tổ chức cuộc thi cảm nhận được sự nồng ấm của tỉnh Bạc Liêu dành cho cuộc thi.
Và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Thiện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Phó trưởng ban tổ chức vòng chung khảo phía Nam, và bà Nguyễn Thị Nam Phương, Phó tổng giám đốc công ty Sen Vàng, lên sân khấu tặng hoa cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, trên sân khấu ông Nguyễn Chí Thiện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Phó trưởng ban tổ chức vòng chung khảo phía Nam, và bà Nguyễn Thị Nam Phương, Phó tổng giám đốc công ty Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh đang tặng hoa để thay lời cảm ơn của ban tổ chức đối với các nhà tài trợ của địa phương cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 vòng chung khảo khu vực phía Nam. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để cảm ơn các nhà tài trợ địa phương cho vòng chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Thưa quý vị thân mến, một phần không thể thiếu của buổi tối hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Đây là ban giám khảo sẽ đồng hành suốt cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị tiến sĩ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ nhà nhân trắc học Lê Diệp Linh. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ nhà biên đạo múa Trần Ly Ly. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thơ Hữu Việt. Xin cảm ơn các thành viên hội đồng ban giám khảo. Còn ngay bây giờ, Ái Phương xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để đón xem phần tự giới thiệu của 39 thí sinh vòng chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2014. Tôi là Nguyễn Lam Diễm Trang, 23 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Tôi tên là Nguyễn Trần Khánh Vân, 19 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Đặng Thị Thùy Dung, 23 tuổi, đến từ tỉnh Bình Định. Tôi là Lý Thị Xuân Mai, năm nay 22 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Phương Tiểu Bình, năm nay 21 tuổi và đến từ thành phố biển Nha Trang. Tôi tên là Đỗ Bắc Huệ, 18 tuổi, đến từ Đồng Nai. Tôi tên là Trang Trần Diễm Quỳnh, 21 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Tạ Hoài Diễm Hương, 21 tuổi và đến từ Bình Phước. Tôi là Nguyễn Thị Phương Châu, 22 tuổi, đến từ thành phố Huế. Tôi tên là Phạm Nguyễn Như Quỳnh, 20 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Huỳnh Thị Thùy Vân, 22 tuổi, đến từ Bình Định. Từ Cá Thanh Thủy, 19 tuổi, đến từ Phú Quốc. Tôi tên Huỳnh Ý Nhi, 22 tuổi, đến từ thành phố Vũng Tàu.
là Nguyễn Dương Huyền, 21 tuổi và đến từ Tiền Giang. Tôi là Bùi Tú Anh, 24 tuổi, đến từ Kiên Giang. Tôi tên Nguyễn Thị Cẩm Tiên, 20 tuổi, đến từ Tiền Giang. Tôi tên là Võ Hồng Ngọc Huệ, 19 tuổi, đến từ Phú Yên. Tôi tên là Phạm Huỳnh Na, 19 tuổi, đến từ Bình Định. Tôi tên là Hờ An Nghê, 22 tuổi, đến từ tỉnh Đắk Lắk. Tôi tên Nguyễn Thụy Quỳnh Thư, 21 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Đỗ Trần Khánh Ngân, 20 tuổi, đến từ Đồng Nai. Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hà, 23 tuổi, đến từ Phú Quốc. Tôi là Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, 19 tuổi, đến từ thành phố Cần Thơ. Tôi là Nguyễn Thị Anh Trang, 22 tuổi, đến từ Bình Định. Tôi tên là Nguyễn Thùy Linh, 19 tuổi, đến từ Đồng Nai. Tôi tên Lê Thị Ngân Hà, 21 tuổi và tôi đến từ Gia Lai. Tôi tên là Phạm Thị Hương, 23 tuổi và tôi đến từ thành phố Hải Phòng. Tôi tên là Dương Thảo Hô, 19 tuổi, tôi đến từ Bạc Liêu. Tôi là Phạm Mỹ Linh, 23 tuổi, đến từ thủ đô Hà Nội. Tôi tên là Nguyễn Thị Bảo Như, 22 tuổi, tôi đến từ tỉnh Kiên Giang. Tôi tên là Bùi Thị Như Ý, 20 tuổi, đến từ Long An. Tôi tên là Trần Phương Tuyền, 19 tuổi, đến từ Bạc Liêu. Tôi Lô Hoàng Thị Hành, 22 tuổi, đến từ Nghệ An. Tôi tên là Phạm Thị Ngọc Quý, 19 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Võ Hoàng Phương Xuyến, 19 tuổi, đến từ Phú Yên. Tôi tên Thạch Thị Túc Khanh, 22 tuổi, tôi đến từ Bạc Liêu. Tôi tên là Trương Mỹ Nhân, 19 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Giang Thị Kim Thanh, 21 tuổi, tôi đến từ Bình Dương. Tôi tên là Quỳnh Hồng Khai, 21 tuổi, tôi đến từ Bạc Liêu. Áo dài là biểu tượng văn hóa, thể hiện bản sắc dân tộc. Đi qua thời gian, qua bao thăng trầm của lịch sử với nhiều biến đổi cách tân, thế nhưng áo dài vẫn luôn giữ được nét đẹp dịu dàng, duyên dáng mà quyến rũ. Để rồi, mỗi lần thoáng thấy áo dài bay trên đường phố là trong lòng những người con Việt Nam như cảm thấy tâm hồn quê hương ở đó. Và vì vậy mà trong cuộc thi sắc đẹp danh giá như Hoa hậu Việt Nam 2014 không thể thiếu phần thi trang phục áo dài truyền thống. Và ngay bây giờ, Vũ Phong cùng với Ái Phương xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng nhìn lên sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón 39 thí sinh với phần thi đầu tiên, phần thi trang phục áo dài truyền thống. Và thưa quý vị, để có những bước đi uyển chuyển, duyên dáng trên sân khấu đêm nay, các thí sinh của chúng ta đã trải qua những buổi tập đầy nỗ lực cùng sự hướng dẫn của đạo diễn các khúc Minh Tiệp.
Ở phần thi áo dài, các thí sinh được tự do lựa chọn các mẫu thiết kế để thể hiện cá tính, khu thẩm mỹ của mình. Tuy nhiên, ban tổ chức cùng nhà thiết kế Ngô Nhật Huy cũng đã dành rất nhiều mẫu áo dài đẹp để hỗ trợ nhiều thí sinh lựa chọn thể hiện phần thi trong trang phục của thương hiệu này. Và thưa quý vị, thí sinh đầu tiên sẽ tham gia phần thi trang phục áo dài đó là thí sinh Võ Hồng Ngọc Huệ, số báo danh 291. Năm nay Võ Hồng Ngọc Huệ 19 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, dân tộc Kinh. Thí sinh Trần Phương Tuyền, số báo danh 966. Năm nay Trần Phương Tuyền 19 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Bạc Liêu, dân tộc Kinh. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo, thí sinh Giang Thị Kim Thanh, số báo danh 808. Năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên của Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, dân tộc Kinh. Trên sân khấu là sự xuất hiện của thí sinh Lý Thị Xuân Mai, số báo danh 518. Lý Thị Xuân Mai năm nay 22 tuổi, cô là sinh viên Đại học Quốc tế RMIT, dân tộc Kinh. Thưa quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Lâm Diễm Trang, số báo danh 858. Năm nay Nguyễn Lâm Diễm Trang 23 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Quốc tế, dân tộc Kinh. Là thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Châu. Nguyễn Thị Quỳnh Châu, số báo danh 008. Năm nay 22 tuổi, hiện cô là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương. Chúng ta cùng tiếp tục chào đón các thí sinh đến với phần thi trang phục áo dài trong đêm Trung khảo phía Nam Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Và thưa quý vị, đang xuất hiện trên sân khấu với phần thi trang phục áo dài là thí sinh Thạch Thị Thủ Khanh, mã số danh 323. Năm nay Thạch Thị Thủ Khanh 21 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Bạc Liêu, dân tộc Khmer. Thí sinh Phạm Huỳnh Na, số báo danh 591. Năm nay Phạm Huỳnh Na 19 tuổi, cô hiện là sinh viên hệ cao đẳng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, dân tộc Kinh. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Từ Cao Thanh Thủy. Từ Cao Thanh Thủy mang số báo danh 890, năm nay 19 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, dân tộc Kinh. Thưa quý vị, tiếp theo là sự xuất hiện của thí sinh
Dương Khả Hua, số báo danh 237. Năm nay Dương Khả Hua 19 tuổi, hiện cô là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, dân tộc Hoa. Thưa quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Đỗ Bá Huệ, mã số báo danh 292. Năm nay Đỗ Bá Huệ 18 tuổi, cô hiện là sinh viên hệ Cao đẳng Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, dân tộc Kinh. Thưa quý vị, tiếp theo là thí sinh Huỳnh Hồng Khai, số báo danh 318. Họ Huỳnh Hồng Khai năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Bạc Liêu, dân tộc Kinh. Một lần nữa, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng các thí sinh trong nhóm tiếp theo đã hoàn thành xong phần thi trang phục áo dài. Của thí sinh Nguyễn Thị Anh Trang, số báo danh 919. Nguyễn Thị Anh Trang năm nay 22 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Bạc Liêu, dân tộc Kinh. Thưa quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Võ Hoàng Phương Xuyến. Võ Hoàng Phương Xuyến mang số báo danh 988, năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Sài Gòn, dân tộc Kinh. Tiếp theo là thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tiên, số báo danh 869. Nguyễn Thị Cẩm Tiên năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Đồng Tháp, dân tộc Kinh. Quý vị đang xuất hiện trên sân khấu trong phần thi trang phục áo dài, đó là thí sinh Nguyễn Thủy Quỳnh Thư, mã số báo danh 883. Năm nay Nguyễn Thủy Quỳnh Thư 21 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, dân tộc Kinh. Tiếp theo là sự xuất hiện của thí sinh Nguyễn Thị Bảo Như, số báo danh 680. Nguyễn Thị Bảo Như năm nay 22 tuổi, hiện là học sinh hệ trung cấp Đại học Nguyễn Tất Thành, dân tộc Kinh. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Phương Tiểu Bình, số báo danh 066, năm nay 21 tuổi, hiện đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa và Du lịch Nha Trang, dân tộc Kinh. Một lần nữa, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng các thí sinh của nhóm tiếp theo đã hoàn thành xong phần thi trang phục áo dài.
quý vị, chúng ta đang đến với thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà, số báo danh 108. Nguyễn Thị Thu Hà năm nay 23 tuổi, cô đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Anh Đức Phú Quốc. Quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Bùi Thị Như Ý, số báo danh 928. Năm nay cô 20 tuổi, hiện là sinh viên trường trung cấp nghiệp vụ khách sạn và du lịch Sài Gòn Tourist. Thí sinh Nguyễn Dương Huyền, số báo danh 389. Nguyễn Dương Huyền năm nay 21 tuổi, cô là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị, thí sinh tiếp theo tham gia dự thi trong phần thi trang phục áo dài đó là thí sinh Lê Thị Ngân Hà, mang số báo danh 123. Lê Thị Ngân Hà năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên hệ cao đẳng Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là thí sinh Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, số báo danh 491. Nguyễn Huỳnh Trúc Mai năm nay 19 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp theo là thí sinh Bùi Tú Anh, mang số danh 058, năm nay 24 tuổi, hiện đang công tác tại Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chúc mừng các thí sinh của nhóm tiếp theo đã hoàn thành phần thi trang phục áo dài. Xuất hiện trên sân khấu là thí sinh Hoàng Thị Hạnh, số báo danh 129. Hoàng Thị Hạnh năm nay 22 tuổi, hiện đang là người mẫu tự do. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng theo dõi phần dự thi áo dài của thí sinh Hơ An Nghê, mang số danh 626, năm nay 22 tuổi. Hiện cô là nhân viên của công ty truyền thông dân tộc ED. Tiếp theo là sự xuất hiện của thí sinh Đỗ Trần Khánh Ngân, số báo danh 588. Đỗ Trần Khánh Ngân năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Tài chính Marketing. Thưa quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Phạm Mỹ Linh, số báo danh 494, năm nay 23 tuổi, hiện đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Thí sinh Huỳnh Ý Nhi, số báo danh 615. Năm nay Huỳnh Ý Nhi 22 tuổi, cô đến từ công ty Neo Communication. Thưa quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Đặng Thị Thùy Dung,
mang số báo danh 016, năm nay 23 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Quang Trung. Chính thí xin mời quý vị dành một tràng tay để chúc mừng các thí sinh của nhóm tiếp theo đã hoàn thành phần thi trang phục áo dài của đêm trung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Xuất hiện của thí sinh Nguyễn Thùy Linh, số báo danh 468. Nguyễn Thùy Linh năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Thưa quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Phạm Thị Hương, máy số báo danh 242. Năm nay 23 tuổi, hiện là giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn. Thưa quý vị, tiếp theo là thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân, số báo danh 990. Nguyễn Trần Khánh Vân năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên hệ Cao đẳng Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Vị tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Huỳnh Thị Thùy Vân, số báo danh 983. Năm nay Huỳnh Thị Thùy Vân 22 tuổi, hiện là sinh viên trường Cao đẳng FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thí sinh Phạm Nguyễn Như Quỳnh, số báo danh 768. Phạm Nguyễn Như Quỳnh năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Trương Mỹ Nhân, số báo danh 636. Năm nay 19 tuổi, hiện đang làm nghề người mẫu. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng các thí sinh của nhóm tiếp theo đã hoàn thành xong phần thi trang phục áo dài. Thưa quý vị, xuất hiện trên sân khấu là thí sinh Tạ Hoàng Diễm Hương, số báo danh 393. Tạ Hoàng Diễm Hương năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Tài chính Marketing. Thưa quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Trang Trần Diễm Quỳnh, máy số báo danh 716. Năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên trường ERC Institution. Và chúng ta đang đến với thí sinh Phạm Thị Ngọc Quý, số báo danh 789. Phạm Thị Ngọc Quý năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Hoa Sen.
chúng tôi xin chân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay cổ vũ của tất cả quý vị và xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành rất tốt phần thi trình diễn trang phục áo dài của mình. Còn bây giờ em xin mời quý vị chúng ta sẽ sư giãn trong ít phút.